Đá sân 7 gặp đội mạnh thì HSGFC sẽ làm gì? Hello tất cả các bạn đang xem video này. Đây là những hình ảnh đầu tiên trước trận đấu. Gặp đội mạnh trên sân 7 thì hơi căng nhưng mà anh em mình sẽ cố gắng hết sức để có thể đem tới một trận đấu hay và cống hiến những pha bóng đẹp cho các bạn. Đây là những hình ảnh đầu tiên của trận đấu này. Trận này thì đội mình quyết định tung đội hình dự bị ra sân trước để kéo sức của đối phương rồi mới tung đội hình chính. Đây là pha phát động đầu tiên của trận đấu. Tiếc là đường chuyền đã không tìm đến cầu thủ nào của đội mình và chỉ sau 5 phút thì đội mình đã bị thủng lưới. Ngay lập tức thì đội hình chính đã được tung vào sân và đây là pha bóng đáng chú ý đầu tiên. Pha này mình định giật gót qua hậu vệ nhưng không thành công, đành phải chuyền về cho đồng đội đang băng lên. Đồng đội mình quyết định thực hiện lại một đường chuyền về cho mình. Ngay lập tức mình đưa ra quyết định là dốc bóng thẳng lên phía trên và tung ra một cú sút. Tuy nhiên góc sút lúc này tương đối là khá hẹp nên mình đã thực hiện không thành công. Và tiếp theo là một pha dâng lên của đội bạn. Pha này thì hậu vệ bên mình đã cản phá rất tốt. Khá may mắn là hậu vệ đội bạn đã xử lý bóng lỗi nên tiền đạo đội mình đã băng lên, nhưng Nguyễn Đạt đã chậm hơn một nhịp so với thủ môn của đối thủ. Chẳng cần phải đợi quá lâu vì pha phát động của thủ môn đội bạn đã đưa bóng đến chân đồng đội mình, Định Hiếu. Một pha qua người hay và đường căng ngang là quá tốt. Nhiệm vụ còn lại của mình là quá dễ dàng để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bàn thắng đầu tiên của mình trên sân 7 trong năm nay. Mặc rồi anh số 7 mà ghi bàn nữa thì nên làm gì nào? Cửa hòa là một pha đối mặt nguy hiểm. Lần này Định Hiếu đã xuất sắc khi qua tận 3 cầu thủ đối phương. Tiếc là thủ môn đã băng ra khép góc khá nhanh khiến pha căng ngang không thành công. Và tình huống tấn công này cũng đã trôi qua. Thì đội mình được hưởng một quả phạt góc. Mình quyết định treo bóng bổng mà thủ thành đã đấm bóng không thành công. Tiếc là không có đồng đội nào thực hiện pha điểm bóng. Ngay lập tức thì đội mình đã phải nhận một tình huống phản công nhanh. Rất may là hậu vệ đã chơi tập trung nên tình huống sóng gió đã trôi qua. Pha nguy hiểm với cú Trivela đến chỗ của Nguyễn Đạt. Một lần nữa hậu vệ đội bạn lại có một pha chặn bóng lỗi, nhưng đáng tiếc Nguyễn Đạt đã tung ra một cú sút khá nhẹ, bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn và đội mình chỉ được hưởng một quả phạt góc. Mình có một pha treo bóng lỗi vào đúng vị trí của thủ môn đội bạn. Ngay lập tức bạn thủ môn này đã phát động một tình huống phản công nhanh. Chỉ với vài đường chuyền thì bóng ngay lập tức đã được đưa sang phần sân của đội mình. May mắn là trong tình huống này tiền đạo đội bạn đã chần chừ trong việc dứt điểm và làm mất cơ hội một cách khá đáng tiếc. Tấn công nhưng lại không chắc chiêu cơ hội, đội bạn đã ngay lập tức phải trả giá. Một pha đi bóng lắc léo của Định Hiếu vượt qua một người rồi hai người, tiếp tục dốc bóng và chuyền sang cho Nguyễn Đạt. Một đường căng ngang và việc còn lại là quá dễ dàng với mình. Ngay sau đó là một pha thử tài thủ môn của team bạn, nhưng cú sút của tiền đạo chủ lực là chưa đủ khó với Phan Đăng. Lại một pha bỏ lỡ khá đáng tiếc khi Nguyễn Đạt đã bị tuột sức trong nhịp xử lý bóng cuối cùng của mình. Đây là một pha tấn công với trung tâm là mũi nhọn tiền đạo số 34 của đối phương. Một pha ngoặt bóng hay nhưng cú dứt điểm vẫn là chưa đủ khó để hạ gục được thủ thành Phan Đăng của team mình. Đáng tiếc là pha phạt góc ngay sau đó, đội mình đã phải trả giá cho việc thiếu tập trung và sự quyết đoán trong khâu phòng ngự. Số 34 dễ dàng xuyên phá hàng phòng ngự đội nhà, thực hiện đường kiến tạo cho đồng đội, giúp đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Nhưng chẳng nên đội bạn được vui lâu vì ngay sau đó, nhận đường chuyền từ Bá Nam, mình có pha qua người và dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi xoáy và hướng về góc xa của khung thành, một cú hat-trick từ rất sớm trong trận đấu ngày hôm nay, qua đó giúp đội mình lại tạo thế dẫn trước. Tiếp theo là tình huống bỏ lỡ cơ hội quá đáng tiếc của mình. Mình ném bóng đi hơi xa và dứt điểm trong tình trạng rướn người nên cú dứt điểm đã không được như mong muốn. Tiếp tục là Định Hiếu với pha bứt tốc đầy nỗ lực, nhưng lần này thủ môn đội bạn đã lao ra nhanh để cắt bóng, một tình huống mà mình đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng vẫn chưa xác định được là có lỗi hay không. Sau đó là hai pha bỏ lỡ đáng tiếc của mình. Cú đầu tiên bóng đã chạm xà, bóng lại tiếp tục đến chỗ mình, nhưng lần này cú vô lê của mình lại đưa bóng đi quá cao so với khung thành rồi bạn. Lại là Định Hiếu với pha bóng này, nỗ lực ở hành lang cánh, tuy nhiên góc sút là quá khó để đánh bại được thủ môn của đội bạn. Tiếp tục là Định Hiếu với những pha đi bóng lắc léo và khó chịu của mình ở hành lang cánh, nhưng dứt điểm vẫn là một vấn đề lớn trong những tình huống leo biên và xâm nhập trung lộ này. Lần này là một pha đi bóng hay và nỗ lực của Nguyễn Đạt, dẫn bóng xuống đáy biên và thực hiện đường căng ngang. Đội bạn đã lóng ngóng đưa bóng đến vị trí của mình và cú poker là quá dễ dàng, qua đó mình cũng giúp đội nhà gia tăng thêm cách biệt. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp 1 ngày hôm nay. Bước sang hiệp đấu thứ hai thì mình quyết định thử tài thủ môn tiền bạn bằng một cú Trivela trên chấm bắc xê, nhưng đáng tiếc là không thành công. Tình huống đáng chú ý đầu tiên trong hiệp 2 là pha phá bóng lỗi của thủ môn. Tuy vậy, vì mất khá nhiều nhịp để làm chủ được trái bóng, cộng với một đường chuyền thiếu lực từ Bá Nam, pha tấn công đó đã trôi qua một cách đáng tiếc. Nhưng một lần nữa, team bạn đã cho thấy sự lóng ngóng của mình trong khâu phòng ngự từ thủ môn cho đến hậu vệ. Một đường chuyền quá nhẹ và thiếu sự quan sát đã phải trả giá bằng một tình huống tấn công, và bàn thắng đầu tiên cho Nguyễn Đạt là một điều chắc chắn. Hiệp 2 quả thật là một hiệp đấu bùng nổ về số bàn thắng của team mình. Một pha cắt bóng hay của Đình Hiếu, quyết định bứt tốc và nhắm vào cột xa khung thành. Dứt điểm quyết đoán đã giúp Hiếu có một bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay.
Nhận đường chuyền từ quả phạt góc, số 10 Bá Minh với pha khống chế tốt bằng ngực, một cú volley khó chịu và bàn thắng lại tìm đến với team mình. Đây là một pha chấn thương của thủ môn đội bạn vì lao ra không đúng cách, một lời cảnh báo của team mình với những pha ham bóng của các cầu thủ. Team bạn quyết định thay thủ môn, tuy nhiên vẫn không ngăn được Nguyễn Đạt lại tiếp tục bắn phá, một cú sút tốt và hai bàn dành cho Nguyễn Đạt trong trận này. Cuối cùng, một pha bóng sở trường của mình lặng lẽ luồn ra sau hàng phòng ngự và điểm bóng cận thành. Bàn thắng thứ 5 của mình trong trận đấu ngày hôm nay, và trận đấu kết thúc với tỷ số là 11-9 cho đội mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và xin chào các bạn.